Xin chào khán giả đam mê đồng hồ. Trong video ngày hôm nay thì Gia Bảo Luxury sẽ cùng với anh em đánh giá chuyên sâu về đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona 116508. Không cần phải bàn cãi nhiều, Daytona chính là một trong những bộ sưu tập nổi tiếng được nhiều người yêu thích nhất của Rolex. Những người chuyên sưu tập đồng hồ hiện đang phát cuồng với những mẫu Rolex Daytona cổ, ví dụ như là chiếc Paul Newman huyền thoại. Trong khi đó, những người chơi đồng hồ hiện đại thì phải đợi hàng năm trời hoặc phải trả thêm mức giá premium để được sở hữu một chiếc Daytona 116500LN. Và điều này cũng khá là dễ hiểu thôi. Daytona là một thiết kế bất hủ, đơn giản mà đẹp mắt. Không chỉ thế thì lịch sử phát triển của bộ sưu tập cũng là một trong những yếu tố tạo nên hứng thú cho người chơi. Và giống với những thiết kế khác của Rolex, chiếc Daytona về cơ bản vẫn giữ những thiết kế nguyên bản kể từ khi được xuất hiện vào năm 1955. Thay vì thay đổi thiết kế, Rolex đã chọn cách tinh chỉnh, nâng cấp từng chi tiết nhỏ, giúp cho chiếc đồng hồ ngày càng tiệm cận hơn với sự hoàn hảo. Những phiên bản với chất liệu đặc biệt, mặt số ấn tượng hơn cũng được giới thiệu nhằm phục vụ nhu cầu người chơi. Và trong video này thì chúng tôi muốn tập trung sự chú ý vào một thiết kế có vị trí đặc biệt trong bộ sưu tập Daytona, đó chính là chiếc Rolex Daytona 116508 với mặt số xanh lá. Có một cách rất hay để biết được một chiếc đồng hồ có thực sự phổ biến và được mọi người quan tâm nhiều hay không, đó chính là nhìn vào thị trường giao dịch đồng hồ second hand. Không chỉ ở trong nước mà bạn nên tham khảo cả những sàn giao dịch quốc tế. Và nếu như bạn tìm thông tin về chiếc Rolex Daytona 116508 mặt xanh, bạn sẽ thấy được rằng những bài giao lưu liên quan tới thiết kế này thường rất là nhộn nhịp. Tuy nhiên, cũng từng có thời người ta không quan tâm tới thiết kế này, giống như trường hợp của Royal Oak hay là Daytona Paul Newman. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy cùng nói qua về thiết kế của chiếc đồng hồ. Rolex Daytona 116508 là chiếc đồng hồ với bộ vỏ bằng vàng vàng nguyên khối và vì vậy mức giá hãng cũng sẽ cao hơn rất nhiều so với những chiếc Daytona thép. Mặc dù nhiều người thích đồng hồ vàng khối nhưng không nhiều người có đủ tài chính để sở hữu một thiết kế như vậy. Điều này dẫn tới tình trạng 116508 có cầu vượt quá cung và nếu bạn ghé qua một đại lý Rolex vào những năm 2017, 2018 hoặc đầu năm 2019, bạn có thể thấy những chiếc Rolex Daytona 116508 có sẵn tại cửa hàng, chỉ đợi người chơi mang về nhà. Nếu không có sẵn, bạn hoàn toàn có thể đặt hàng và hàng về với tốc độ tên lửa. Tuy nhiên, ngày nay thì việc đó không còn khả thi nữa. Bạn sẽ phải chờ rất rất lâu để sở hữu một chiếc, hoặc phải là khách hàng VIP của cửa hàng đó, hoặc là phải trả thêm phí premium khá khá. Tại sao lại như vậy? Về điều này thì Rolex có lẽ phải cảm ơn John Mayer rất nhiều, vì chính chàng ca sĩ này đã đẩy doanh số của chiếc Daytona này lên tận mây xanh. Tất nhiên, sự việc này xảy ra không chỉ nhờ một mình John Mayer, nhưng thật sự là anh ta đóng góp rất nhiều với cuộc phỏng vấn cùng với tạp chí Hodinkee. Gia Bảo sẽ lược dịch những lời mà anh chàng trả lời trong cuộc phỏng vấn để quý vị có cái nhìn rõ ràng hơn. Trong cuộc phỏng vấn thì anh chàng ca sĩ đã trả lời: chính vào năm 2016, Rolex đã giới thiệu chiếc 116500 với vành Bezel Ceramic, đồng thời giới thiệu thêm một mẫu vàng khối mặt xanh lá và một chiếc vàng trắng mặt xanh lam. Bạn có biết được bao lâu Rolex mới cho ra một chiếc đồng hồ mặt xanh lá hay không? Và vào thời điểm đó, tôi đã tới đại lý Rolex và mua một chiếc đồng hồ này vì biết rằng nó rất đặc biệt. Và một thời gian sau, khi mọi người vẫn đang phát cuồng với mẫu 116500, thì những chiếc 116508 vẫn còn nguyên trên kệ. Vậy nếu các bạn quan tâm tới ý kiến và lựa chọn của tôi, thì những chiếc Daytona vàng khối mặt xanh lá vẫn còn có sẵn ở các đại lý Rolex đó. Nếu các bạn quyết định nhanh, thì sau này sẽ không phải nói giá như nữa, giống như là vô vàn trường hợp đã xảy ra trước đây. Và sau khi cuộc phỏng vấn đó được công bố vào ngày 27 tháng 3 năm 2019, sức mua của chiếc đồng hồ này bỗng nhiên bùng nổ. Và tới ngày nay thì việc tìm mua nó còn khó hơn cả việc mua một chiếc Daytona 116500 thép vành ceramic. Lý do thì cũng khá là dễ hiểu thôi. Những chiếc Rolex Daytona vàng khối vốn có số lượng sản xuất thấp hơn rất là nhiều so với những chiếc thép hay là demi. Và với nhu cầu thị trường ngày càng lớn, con số này chắc chắn sẽ không đủ để đáp ứng. Trong thời điểm này, các đại lý Rolex đặt hàng với hãng để có thể nhập mẫu 116508 và nhiều đại lý dù gửi đơn đặt hàng cũng không thể nhận được. Đó là những câu chuyện xung quanh mẫu đồng hồ. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về thiết kế này. Mã hiệu 116508 của Rolex chỉ thể hiện rằng đây là một chiếc Daytona với bộ vỏ bằng vàng vàng nguyên khối. Thiết kế này có nhiều lựa chọn mặt số đẹp và ấn tượng, nhưng có lẽ đặc biệt nhất vẫn là mặt xanh lá. Nếu như bạn tìm hiểu về Rolex, hẳn bạn sẽ biết rằng màu xanh lá rất quan trọng với thương hiệu này. Những thiết kế như là
Hook hay là Kermit đều cực kỳ hiếm và có mức giá premium lớn. Mẫu đầy đét mà xanh lá gần đây cũng được nhiều người tìm kiếm. Về mẫu 116508, thiết kế này sở hữu bộ vỏ Oyster đã quá là quen thuộc của Rolex, đi kèm với bộ máy Caliber 4130 được sản xuất in-house với sai số rất thấp, chỉ trừ 2 trên cộng 2 giây một ngày. Caliber 4130 là bộ máy đạt chuẩn chronometer, được thiết kế để đạt độ chính xác cao nhất có thể và được chứng nhận bởi COSC. Không chỉ vậy, bộ máy này còn được đóng vỏ và kiểm nghiệm thêm một lần nữa bởi Rolex theo tiêu chuẩn Sipology chronometer. Và nhắc tới độ chính xác của Rolex, chúng ta sẽ không cần phải suy nghĩ quá nhiều, đơn giản vì ít có thương hiệu nào vượt qua được họ. Bộ máy Chronograph Caliber 4130 được trang bị dây tóc Parachrome giúp chống sốc và hoạt động ổn định khi nhiệt độ thay đổi. Về cốt lõi, chiếc 116508 màu xanh lá cũng giống với những chiếc Daytona vàng khối trước đó được Rolex giới thiệu. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở mặt số. Tuy nhiên, nếu như bạn là một người chơi đồng hồ, hẳn là bạn cũng hiểu rằng những thay đổi nhỏ có thể tạo nên sự khác biệt khổng lồ. Điều đó vẫn đúng với chiếc 116508 màu xanh lá. Thiết kế mặt số trải tia vốn được thiết kế để chơi đùa với ánh sáng, tạo nên vẻ sinh động cho mặt số đồng hồ. Kết hợp thêm với màu xanh lá thì chiếc Rolex Daytona 116508 thực sự sở hữu một diện mạo ấn tượng. Màu xanh lá của chiếc 116508 hơi trầm, không sáng như là của chiếc Hook hay là cũng không nhạt và ngả qua màu rêu như là Daydate 228-235. Đây là tông màu độc nhất và bạn sẽ không thể tìm được trên một chiếc Rolex nào khác cả. Ở điều kiện thiếu sáng thì mặt số sẽ ngả dần qua màu xanh sẫm. Theo như thiết kế quen thuộc của dòng Daytona, mặt số của chiếc 116508 có 3 mặt số phụ. Mỗi mặt số phụ được bao bọc bởi một viền vàng. Sự kết hợp của những tông màu xanh lá, vàng, đỏ đã khiến nhiều người liên tưởng tới cây thông Noel và họ cũng gọi chiếc đồng hồ này với biệt danh là Christmas. Nhân tiện nói về biệt danh thì chiếc đồng hồ này còn có một cái tên phổ biến hơn, đó là Loki. Khi nhìn vào bức ảnh này thì hẳn là bạn cũng đoán được là tại sao mà người ta lại nghĩ ra cái tên như vậy. Trong khoảng một thập kỷ gần đây, vàng vàng gần như là bị quên lãng vì nhiều lý do. Với Rolex, một phần lý do chính là việc họ tập trung vào chất liệu vàng hồng Everose. Tuy nhiên thì chiếc Daytona 116508 chính là minh chứng cho thấy vàng vàng luôn là chất liệu quý trường tồn với thời gian, không bao giờ bị lỗi thời cả. Bạn cũng nên nhớ rằng vàng vàng đã gắn bó với sự quyền quý trong khoảng thời gian tới 6.000 năm. Đặc biệt hơn, vàng của Rolex khác biệt hoàn toàn với những loại vàng khác trên thị trường. Họ đầu tư hẳn một xưởng đúc kim loại riêng để cho ra những hợp kim đúng ý muốn. Vàng vàng của Rolex là loại hợp kim không bị xỉn màu, không bị oxy hóa và giữ nguyên được vẻ đẹp trong suốt nhiều thập kỷ. Như vậy là hy vọng qua video ngày hôm nay, các bạn có thể hiểu rõ hơn về thiết kế cũng như là câu chuyện xung quanh chiếc đồng hồ Rolex Daytona 116508 màu xanh lá. Phải nói thật rằng là việc sở hữu một chiếc đồng hồ như thế này càng ngày càng khó hơn. Nhưng điều đó thì cũng cho thấy rằng sức hút của Rolex chưa bao giờ giảm sút cả và những chiếc đồng hồ cao cấp thì luôn luôn được người chơi trân quý. Ý kiến của các khán giả ra sao về mẫu đồng hồ này và bài phân tích của Gia Bảo Luxury thì hãy để lại ở bình luận bên dưới để chúng ta cùng trao đổi với nhau nhé. Đừng quên đón xem những video lần sau. Còn bây giờ đi, xin chào và hẹn gặp lại.